Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hai Vlog nha. Hôm nay á thì thay vì review phong cảnh thì mình sẽ tiếp tục cái series về Toyota Cross nha các bạn. Cái bản là HV, là bản xăng điện, và chiếc xe là xe màu đỏ nha các bạn. Các bạn cùng theo chân mình nhé. Cách đây 3-4 tháng thì mình đã có đi xem cái Toyota Cross này một lần rồi. Và lúc đó thì là chưa có cái bản xăng điện. Và hiện tại thì nó đã có bản xăng điện về rồi. Mua phụ kiện các bạn là tầm khoảng 50 triệu. Và cái giá gốc khi mà xuất xưởng của chiếc Toyota Cross 1.8 Hybrid đó chính là 910 triệu. Và thật sự là cái mức giá này mình cảm thấy là nó cũng hơi cao một tí, nhưng mà mình thấy thì nó hợp lý rồi, tại vì cái xe hybrid thì nó mang lại cho mình rất là nhiều thứ, và công nghệ xăng điện thì giúp mình tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Khi mà mua xe về chạy thử thì lúc nào trên táp lô cũng hiện là 4.4 lít trên 100 km. Thì mình tính một bài toán đơn giản thôi là một tháng mình sẽ chạy là 1.000 cây số, và 1.000 cây số là ít đấy nha các bạn. Không có ai mua xe vậy mà chạy 1.000 cây số một tháng nhưng mà thật sự là để mình ví dụ thôi. Thì 1.000 cây số này thì chúng ta sẽ đi khoảng 40 đến 44 lít, thì nhân với lại cho 19 đến 20 ngàn tiền xăng thì nó sẽ ra cái khoảng 800 ngàn đồng, và mình thấy là quá lời luôn các bạn ạ. Và mình chạy nhiều thì pin sẽ rất là lâu chai và không phải thay, còn nếu mà cục pin nó hư thì thay cỡ khoảng là 90 triệu cục pin của Toyota Cross. Và trên màn hình chúng ta đây đó chính là một chiếc Camry màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn. Và kế bên lại là một chiếc màu đỏ. Camry thì là một dòng xe hạng sang rồi, và nội thất của nó thì quá đẹp. Thật sự là khi mà bước vào salon xe thì cái mùi xe là mình thích thú quá các bạn ơi. Đó, đây là thông số của chiếc Camry này, các bạn có thể tham khảo qua. Ở showroom ở dưới Bình Chánh này á, thì có trưng bày rất là nhiều xe, và nó nằm ở trên đường Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh nha các bạn. Bạn có thể ghé qua và xem thử. Lại nói thêm về Camry á, thì sẽ có hai bản, đó là bản 2.0G và bản 2.5Q. Thì bản 2.0G sẽ có giá là 1.029 tỷ, và bản 2.5Q thì sẽ có giá là 1.235 tỷ. Nhưng mà một khi đã có tiền mua Camry thì không ai chọn là bản G hết các bạn ơi. Người ta vẫn đầu tư cho bản Q hơn. Mà đúng thiệt, thật sự là nó rất là đẳng cấp luôn. Bỏ ra 1.235 tỷ thì chúng ta sẽ có là một cái diện mạo vô cùng bắt mắt, và một cái sự liền mạch trong mỗi chi tiết thiết kế. Nội thất thì rộng rãi, tiện nghi được cải tiến với nhiều công nghệ hiện đại, tạo nên không gian đẳng cấp và cảm giác là rất là bình yên. Khi mà mình xem qua bảng giá thì có một cái số cái phụ kiện mà mình biết qua, đó là chính là cái ốp sườn xe mạ chrome là hai phía bên hông á, thì nó là 3.8 triệu. Cái ốp hướng gió khoan hành lý ở phía sau á, thì nó khoảng là 7.6 triệu tính theo giá hãng nha các bạn. Ốp gió cản trước thì nó ở khoảng là 12 triệu, và ốp hướng gió cản sau là 11.5 triệu. Với cái động cơ là 4 xi lanh thẳng hàng thì chiếc Camry này có mức tiêu thụ nhiên liệu là 10,23 lít trên 100 km² ở trong đô thị, và ở ngoài đô thị là 6.5 lít trên 100 km². Và đây là thông số của hãng đưa ra, thì mình thấy là con số này nó cũng bình bình so với những cái xe khác thôi, chứ cũng không quá hao xăng. Nếu mà so với các loại xe cơ bắp của Mỹ thì cái độ hao xăng của nó thấp hơn.
Và các bạn có thể thấy trước mặt chúng ta đây là những cái phụ kiện mà hãng bán kèm khi mà mình mua xe. Đây là cái bơm, cái bộ bơm nè. Cái bộ bơm cứu hộ khẩn cấp thì có giá là 6,3 triệu. Thì mình không có so sánh giá cả với ở ngoài nha các bạn. Tiền nào của nấy thôi. Các bạn mua ở trong hãng thì cái sự an tâm và cái đồ ngủ ngon của mình nó sẽ được cao hơn và có thương hiệu hơn nữa. Lại nói thêm về cái tiền phụ kiện mà hãng bắt chúng ta phải mua, thì thực ra mà nói là chả có hãng nào bắt chúng ta phải mua cả. Nhưng mà thật sự là khi mà các bạn không mua phụ kiện thì cái thời gian mà chiếc xe đến tay chúng ta nó lâu hơn nữa. Mà một khi mà các bạn đã có tiền để mua xe rồi thì những cái tiền phụ kiện đó nó không thấm vào đâu cả. Mình vẫn phải mua thôi, mình vẫn phải ra ngoài mua thôi, chỉ với cái giá là nó rẻ hơn. Thì bây giờ mình mua luôn trong hãng để có thể nhận xe với khoảng thời gian là ngắn nhất. Đó, thì những phụ kiện này rất cần thiết cho xe luôn nè. Sau đây thì mình liệt kê đi một số cái phụ kiện rất là cần thiết cho xe. Thứ nhất đó chính là cái ốp bật cửa cho ô tô. Thì cái bật cửa này rất là dễ bị trầy xước, và không ít trường hợp là vô tình bị va đập dẫn đến biến dạng. Thì việc khắc phục các cái hư hại này là khó và nó rất là tốn kém chi phí. Cho nên là mình nên có cái ốp bật cửa ô tô. Thứ hai đó chính là cái phim cách nhiệt dành cho ô tô. Thì là chiếc ô tô á, thì khi mà các bạn đóng cửa thì cái lượng nhiệt lượng nó hấp thụ vào qua kính là rất là nhiều. Thì vì thế mình cần một cái phim xịn một chút để chúng ta giảm bớt được cái lượng nhiên liệu tiêu thụ hoạt động máy lạnh. Tiếp theo đó chính là một cái cam hành trình. Đây là cái khu cam hành trình này, các bạn có thể thấy. Cái cam hành trình á, thì bây giờ nó rất là quan trọng và rất cần thiết rồi. Ở ngoài đường thì không biết là bất cứ lúc nào chúng ta có thể bị tai nạn này nọ, bị tông trúng, bị va quẹt, thì cái camera hành trình nó giúp chúng ta thoát được những cái phiền phức mà khi không có cam hành trình bị. Và bây giờ thì Nghị định 100 ra thì bắt buộc phải có cam hành trình trên xe ô tô. Thì mình thấy nó quá là hợp lý luôn các bạn. Cái khoản đầu tư mới đầu vào thì cũng không nhiều đâu, cam hành trình đâu có bao nhiêu tiền, nhưng cái lợi ích nó mang lại thì quá nhiều. Và bây giờ thì mình đi tham quan những cái xe khác. Ở đây thì có một chiếc Rush của showroom, thì bóng láng luôn các bạn ơi. Rush này thì nó phân khúc nó dưới Innova, và cái số lượng người chở của nó là 7 người. Thì hầu hết bây giờ những cái người chạy dịch vụ đều mua Rush chạy hết. Đó, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì rất là thấp luôn. Chở 7 người, cộng 7 người trên lưng mà tiêu thụ nhiên liệu rất là thấp. Nhưng nó bị một nhược điểm, đó chính là cái công suất động cơ của nó quá thấp các bạn ạ. Cái động cơ 4 máy, 4 xi lanh thẳng hàng mà chỉ có 102 mã lực thôi. Nó quá nhỏ luôn các bạn ạ. Những cái pha mà vượt xe lớn này nọ nó rất là nguy hiểm luôn, mình đánh giá là vậy. Và tiếp theo thì có một chiếc Wigo màu vàng kế bên đây. Chiếc Wigo này thì mình đánh giá thì ở ngoài ở trong gì cũng ok hết, và nó rất là bền luôn các bạn. Toyota mà lúc nào cũng bền cả. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó chính là cái cần số của nó quá xấu. Cần số nè, các bạn thấy nè, xấu ơi là xấu luôn. Mình không thích cái cần số nó thôi, còn tất cả mọi thứ còn lại thì mình đánh giá là ok. Cạnh tranh được với các cái xe hạng A bây giờ. Wigo thì trong cùng phân khúc thì nó có thế mạnh lớn về thương hiệu, về khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, êm ái. Chi phí thì tiết kiệm. Không gian thì mình đánh giá là rộng rãi. Tuy nhiên mà so với các đối thủ như là Morning nè, i10 nè, Fadi nè, thì Wigo đánh giá là thua về trang bị. Nhưng còn về thiết kế thì mình thấy là Wigo này nó đẹp hơn những chiếc xe hạng A khác. Còn bây giờ là đến với cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Cross của chúng ta. Đây, hãng nó đậu chiếc Cross ở đằng sau bãi rồi, để cho chúng ta xem thử. Thì đặc trưng của Hybrid đó chính là cái dải màu xanh đằng sau nè các bạn. Ở đằng sau thì có một cái một dải màu xanh. Ở đằng trước thì ngay cái mặt nạ cũng có một cái dải màu xanh. Đó, quá đẹp rồi các bạn ơi. Nói thật đây là lần đầu mà mình thấy một chiếc Cross cái màu sơn màu đỏ này ngoài đời nè. Đó, các bạn có
thể xem qua. Toyota Cross này thì được Việt Nam phân phối dưới hình thức là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe thì có 3 phiên bản là hai động cơ thường và một là động cơ hybrid là chiếc mà chúng ta thấy trước mặt đây. Thì chiếc Cross này nó sẽ có những ưu điểm, đó chính là thiết kế thì có nhiều điểm nhấn. Đó, các bạn thấy không, cái thiết kế bên ngoài nè, có cắt góc và có rất là nhiều điểm nhấn. Thứ hai là cái nội thất, thì những cái người khác đánh giá là nó rộng, ok, nhưng còn riêng mình thì cảm thấy là nó rộng thiệt, cũng ổn, nói chung là vừa đủ chứ không có quá rộng. Nhưng cái cốp thì cực kỳ là khủng khiếp luôn các bạn ạ, nằm cả một người được vào trong đó luôn á. Tiếp theo thì có một cái khung gầm rất là chắc chắn, và cái đặc điểm nhận dạng là cái thanh màu xanh đó, mình mới chỉ đó, cái ốp màu xanh đó. Và cái điểm đặc biệt của chiếc xe này đó chính là hybrid nha các bạn, thì nó tiết kiệm không ngờ luôn. Đi rồi mới thấy là mình đi được khoảng hôm nay chắc phải 3-4 tháng gì rồi, và thật sự thì nó rất là tiết kiệm, siêu khủng khiếp, quá ổn. Lại nói thêm một chi tiết về thiết kế, thì mọi người đều đánh giá chiếc Cross là một cái mẫu xe gầm cao, nhưng mà thật sự mà nói, so cùng với người anh em Atit, Corolla Atit, thì chiếc Corolla Cross này cái gầm chả cao hơn bao nhiêu cả, các bạn có thể xem thông số. Và cái điểm mà mình cảm thấy là không đẹp đó chính là cái hốc này nè các bạn. Cái hốc từ bánh mà lên tới cái sườn phía bên trên thì nó để lộ ra một khoảng khá to, và điều này làm cho chiếc xe mình hơi mất thẩm mỹ một tí. Là cái điểm này mình đánh giá là chưa đẹp. Đây, mình quay cái cốp cho các bạn xem nè. Cốp thì rất là ổn luôn, để được rất là nhiều. Và nếu như các bạn có một cuộc hành trình dài thiệt dài, ví dụ Bắc Nam hay là đi núi đi rừng gì đó, thì các bạn có thể nằm ngay ở phía sau luôn, để ngủ luôn cũng được nữa. Nếu mà nằm kín kín xíu, đừng để cho mấy chú công an phát hiện, thì chúng ta có thể được để nằm được chỗ đó luôn á. Đó, mình đánh giá là chỗ để chân này thì nó hơi nhỏ các bạn ạ. Đó, cái tay của mình các bạn thấy không, cái phần này nó hơi nhỏ, nhỏ thiệt, nó nhỏ hơn một số xe khác, nhưng mà để đi lâu dài thì mình thấy là ok, nó vừa khít vừa đủ, chứ không đến nỗi là quá nhỏ. Cái bảng táp lô của chiếc Cross thì rất là hiện đại luôn các bạn ơi, hoàn toàn là kỹ thuật số hết, hoàn toàn LCD kỹ thuật số hết. Ở đây thì có một chân ga, chân thắng và một cái thắng cố định. Cái màn hình thì mình đánh giá là nó hơi nhỏ nha các bạn, và cũng không được nét nữa, nhưng mà nó là màn hình zin của Toyota cho nên mình đánh giá cao. Kết nối thì rất là nhanh luôn, nhưng mà cái vị trí lái này các bạn, nếu mà ngồi xe mà ngồi cái vị trí lái này thì cái tầm nhìn Cross mang lại rất là rộng luôn. Cái phần chữ A này nè, cái khung này nè các bạn, khung chữ A nè, nó không có to, bởi vì mang lại cho các bạn cái tầm nhìn quan sát rất là rộng luôn, và tư thế ngồi cũng rất là thoải mái. Đó, cao ở cái chỗ tư thế ngồi thoải mái, chứ không hề cao về cái gầm nha các bạn, cái gầm không cao. Đó là về tổng quan. Còn đây là về mặt trước, thì xe có hai cái đèn bi cầu đó, bạn thấy không, và một dải led thì siêu sáng các bạn ơi. Cái bi cầu không là mình thất vọng, đi ban đêm, đi đêm rất là sáng, mình nghĩ là không cần phải độ đẻo gì thêm đâu. Nếu mà các bạn chạy dưới 100 km/h thì nó rất là ổn định, cái đèn nó rất là sáng. Cái mặt thì mình đánh giá là rất đẹp. Đó. Về cái dải màu xanh này thì mình có rờ vào thử thì nó hơi lỏng lẻo một tí. Cái dòng chữ hybrid này nó cũng hơi có lỏng lẻo một tí. Cái bộ mâm của chiếc Cross thì mình cảm thấy là nó thẳng thớm và rất là đẹp. Nó đẹp đúng ý mình luôn các bạn ạ. Tổng quan về chiếc Cross thì về việc cầm lái nha. Về cầm lái thôi thì mình đánh giá là nó nhẹ nhàng. Về cái cách mà động cơ hộp số làm việc thì hai cái đó nó hỗ trợ nhau rất là tốt. Lúc mà các bạn mạnh chân ga để lên ga này nọ thì cái động cơ xăng nó sẽ làm việc.
Và khi đã đủ quãng đường sạc điện rồi thì cái động cơ xăng nó sẽ tự động tắt, mà nó tắt bạn không hề biết luôn á, để chạy trên động cơ điện. Mà thật sự là rất là êm luôn các bạn, nó xứng đáng đồng tiền bất ngờ luôn á. Mang lại sự êm ái. Và cái hệ thống giảm xóc của xe thì hoạt động rất là ổn định. Mình đã từng đi Bình Phước với con xe Cross này rồi, và trên đường đi thì rất là nhiều ổ gà, và mình nằm hẳn ra cốp ăn sao luôn, nhưng mà nó vẫn ok, không hề mang lại cảm giác khó chịu cho mình. Chỉ là nếu mà đi đường rừng nhiều thì xe nó bị chồng chành qua chồng chành lại á, thì các bạn sẽ hơi say xíu thôi. Nhưng mà thiệt ra thì quá tốt trong phân khúc rồi. Còn về hệ thống lái của chiếc Cross này á, thì các bạn lái rất là nhàn luôn. Khi mà các bạn muốn chuyển làn, đường có làn đường á, nếu mà các bạn muốn chuyển làn mà tự nhiên các bạn giật qua một cái mà không thèm xi nhan thì chiếc xe nó sẽ ghì cứng vô lăng lại và không cho bạn giật qua. Lái nói chung là lái rất là nhàn, và được trang bị đủ đồ chơi luôn, như là tự thắng này nọ thì có hết. Và mình đánh giá là rất là xịn, rất là cao cấp. Khi mà mua xe thì mình có được tư vấn một số phụ kiện, thì số tiền mình phải bỏ ra cho phụ kiện đó chính là 50 triệu. Và trong đó thì mình đã chọn một cái phim cách nhiệt, và cái phim đó có giá là khoảng 12 triệu. Và một cái camera. Một camera thì khoảng camera của Vietmap các bạn ạ. Mình không đánh giá cao cái camera của Vietmap. Tới đây thì anh em mua xe ai cũng biết rồi, Vietmap nó mình không thích lắm. Đơn giản là vậy. Và đây là lúc mà mình đọc sơ qua hợp đồng và các phụ kiện để mà mua xe, để ký mua xe. Thì cái giá phụ kiện á, thì hãng không có cho mình công bố, cho nên xin phép các bạn là mình không quay nha. Có một số món thì giá cũng hợp lý, nhưng mà có một số món thì nó cũng hơi cao quá. Một lần nữa thì mình quay lại cái đoạn camera cho các bạn xem. Mình lựa chọn cái loại là 62S của Vietmap. Thì mình thấy là nói chung là cũng được thôi, không quá tệ. Thì đây là cái chỗ mà gara bảo hành xe của hãng Toyota nha các bạn. Thì theo thông tin một người bạn thì không, cái gara của Toyota, gara sửa xe của Toyota không chỉ có xe Toyota, mà những cái xe khác, hãng khác vẫn vô đây, vì nó sửa với giá khá ok và sửa rất là tốt. Đến đây là hết clip của mình rồi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like một cái, để lại một chia sẻ để cho mình biết ai thích kênh của mình, để mình có động lực làm những video tốt hơn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn